Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tin học văn phòng, nơi hướng dẫn các kỹ thuật sử dụng các phần mềm trong Tin học văn phòng. Trong clip này, mình sẽ dẫn các bạn cách sử dụng hàm VLOOKUP và HLOOKUP trong Excel. Trước khi đi đến sử dụng hai hàm này, chúng ta sẽ tìm hiểu địa chỉ tương đối và chỉ tuyệt đối trong Excel. Thì để minh họa cho địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối, mình có một ví dụ như sau. Mình gán giá trị OB5 thì bằng OC4 ghép với OA5. Địa chỉ tương đối là địa chỉ của hàng hoặc cột sẽ được thay đổi khi chúng ta sao chép công thức. Như vậy, chúng ta có địa chỉ tương đối của hàng và địa chỉ tương đối của cột. Thì theo đó, chúng ta cũng sẽ có địa chỉ tuyệt đối của hàng và địa chỉ tuyệt đối của cột. Ở đây, mình sử dụng địa chỉ tương đối. Lý do là khi mình kéo xuống thì các bạn thấy là hàng đã được thay đổi. Khi mình sao chép công thức thì hàng đã thay đổi. Thì bây giờ mình mong muốn của mình là mình luôn lấy ô C4 và ghép với ô A nào đó tương ứng ở đây. Thì khi đó mình sẽ sử dụng giá trị tuyệt đối bằng cách thêm dấu đô la trước cột để có giá trị tuyệt đối của cột, thêm dấu đô la trước hàng để có giá trị tuyệt đối của hàng. Như vậy, ô C4 mình đã sử dụng giá trị tuyệt đối. Bây giờ mình sao chép lại công thức bằng cách kéo xuống dưới. Các bạn thấy là với OC4 thì địa chỉ tuyệt đối, cho nên giá trị luôn luôn lấy ra OC4 khi mình sao chép công thức. Nhưng A5 là địa chỉ tương đối, cho nên đã được thay đổi tương ứng khi mình sao chép công thức. Ví dụ ở đây thì là A10. Như vậy các bạn đã hiểu thế nào là địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối. Địa chỉ tuyệt đối giúp chúng ta cố định hàng hoặc cột, hoặc cả hàng cả cột. Trong ví dụ này, mình đã cố định cả hàng cả cột. Bây giờ, mình sẽ sử dụng hàm HLOOKUP. Xin lỗi các bạn, mình sẽ sử dụng hàm VLOOKUP trước. Hàm VLOOKUP giúp chúng ta tìm kiếm theo chiều dọc. Ở đây, mình sẽ lấy một ví dụ là mình có cột A là mã hàng, cột C là tên hàng. Ở sheet này, mình sẽ có cột A là mã hàng, mình cần tìm kiếm tên hàng tương ứng. Thì mình sẽ tìm kiếm ở trong sheet stock 1 như thế nào. Mình tìm kiếm theo cột, cho nên mình sẽ sử dụng hàm VLOOKUP. Tham số đầu tiên là giá trị cần tìm kiếm, như vậy đây là A5. Tham số thứ hai là, các bạn hãy quay về bên này mình nhìn, mình truyền vào tham số thứ hai chính là một tập hợp, một vùng mà chúng ta muốn tìm kiếm và lấy dữ liệu. Như vậy ở đây mình cần tìm kiếm ở sheet stock 1. Vùng tìm kiếm là từ A2 đến C18. Quay trở lại ở đây, mình sẽ tìm kiếm là sheet stock 1, gõ tên sheet vào, đến chấm than và từ ô A2 đến ô C18. Mình sẽ sử dụng giá trị tuyệt đối. Lý do mình cần sử dụng giá trị tuyệt đối là để cái vùng mình tìm kiếm không bị thay đổi khi mình sao chép công thức. Nếu như vùng sử dụng tìm kiếm mình bị dịch chuyển trong khi mình sao chép công thức thì kết quả tìm kiếm của mình không còn chính xác nữa. Tham số tiếp theo là nếu tìm thấy thì lấy cột thứ bao nhiêu. Thì mình ở bên stock 1, cột tên hàng là cột thứ 3, cho nên mình sẽ lấy cột thứ 3. Tham số tiếp theo là tìm kiếm tương đối, true, hay tìm kiếm chính xác là false. Mình sẽ tìm kiếm chính xác, cho nên mình nhập vào là false. Các bạn thấy là tên hàng đã được lấy ra. Mình sao chép công thức xuống dưới, tên hàng tương ứng đã được lấy ra. Như vậy, hàm VLOOKUP cho phép chúng ta tìm kiếm theo chiều dọc. Và chúng ta nếu tìm thấy thì chúng ta lấy cột từ bao nhiêu chúng ta có thể định nghĩa được. Bây giờ, mình sẽ tìm kiếm theo chiều ngang, tức là mình sử dụng hàm HLOOKUP. Thì trong sheet stock 2, mình có hai hàng. Một hàng là lưu các mã hàng và một hàng lưu tên hàng. Bây giờ, mình cần
lấy các tên hàng. Thì mình sẽ xem trước là ở đây cái vùng tìm kiếm của mình ở ô stock 2 là bao nhiêu. Là mình sẽ tìm kiếm từ B1 đến vùng này là P2. Như vậy mình vùng tìm kiếm của mình ở đây là B1 và đến P2. Các bạn lưu ý là việc xác định vùng tìm kiếm rất quan trọng, bởi vì nó là một tham số trong hàm VLOOKUP hoặc HLOOKUP. Bây giờ quay trở lại, mình sẽ sử dụng hàm HLOOKUP để tìm kiếm theo chiều ngang. Tham số đầu tiên vẫn là giá trị cần tìm kiếm. Tham số thứ hai là vùng tìm kiếm, thì như vừa nãy mình có nói là ở sheet stock 2. Chấm than, sau đó mình nhập vùng tìm kiếm ở sheet stock 2 vào, chính là B1 đến P2. Ở đây mình cần phải sử dụng địa chỉ tuyệt đối để không thay đổi vùng tìm kiếm. Tham số tiếp theo là nếu tìm thấy thì lấy hàng thứ bao nhiêu, thì mình lấy hàng thứ hai, cho nên mình sẽ nhập vào số 2 và tìm kiếm tương đối true hay tìm kiếm chính xác false thì mình sẽ nhập vào false để tìm kiếm chính xác. Các bạn thấy là giá trị của tên hàng đã được lấy ra ở đây. OT1 là hàng OT1. Đây, OT1. Tên hàng là hàng OT1. Bây giờ mình kéo công thức xuống dưới. Như vậy, các tên của các mặt hàng đã được lấy ra bằng cách sử dụng hàm HLOOKUP tìm kiếm theo chiều ngang. Như vậy, mình đã sử dụng hướng dẫn các bạn sử dụng xong hàm VLOOKUP để tìm kiếm theo cột và hàm HLOOKUP để tìm kiếm theo hàng. Và các bạn cũng biết thêm về địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối trong Excel. Chúc các bạn thành công!